Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Bảo Trung đi tuyển sinh cho Thách Thức Danh Hài. Nói giám khảo thì quá đáng, ngồi xem mấy em diễn. Khương Dừa mời ở phim trường số 1 Nguyễn Văn Lượng của Điền Quân, của anh Điền Quân. Bây giờ đang tìm cái số 1 Nguyễn Văn Lượng ở Gò Vấp. Hồi đó tao quen với má mày, mày xách cây bê rượt tao. Tao về nhà tao, tao mét má tao, tao nói má mày về tao. Bữa nay là tuyển sinh cho mấy em thử thách vô cái Thách Thức Danh Hài. Tuyển sinh thôi nha. Bảo Trung ngồi xem mấy em diễn. Trong cái chương trình thì hình như là có Tấn Beo nè, rồi có Trung Dân nữa. Không biết gì chờ xem nha. Dạ, Bảo Trung đang tìm đường để tới số 1 của Nhân Lượng, phim trường của anh Điền Quân. Bảo Trung đang có mặt tại số 1 Nguyễn Văn Lượng, phim trường của Điền Quân. Bữa nay là cái ngày cát cho mấy em thí sinh. Mà Bảo Trung được ngồi để mà xem các em diễn, mấy em thí sinh diễn. Cái này là Thách Thức Danh Hài, nhưng mà chưa, cái này chỉ là cái ngày đầu tiên thôi, để cho nhìn thí sinh diễn thôi. Ở đây là 3 ngày, rồi sẽ đi Cần Thơ 2 ngày, để trở về đây 3 ngày. Trước khi vô trong phim trường là phải khai báo y tế. Chào quý vị nghe, có gì gặp lại sau nghe. Ok, khai báo y tế một xíu. Tên Banh phải không? Dạ. Bảo Trung được không? Dạ được. Để Bảo Trung ha. Bảo Trung. Giới tính gì? Dạ. Giới tính. Khỏi đàn rồi khề. Anh đâu nhớ mình số chứng minh nhân dân đâu? Dạ ghi đằng địa chỉ đi nghe. Địa chỉ cái đó ghi sao đi nghe. Địa chỉ hiện tại 15 Võ Văn Kiệt. Mình đeo khẩu trang như Văn Kiệt. Thấy mặt Bảo Trung rồi phải không? Bây giờ đeo vô nghe. Đó. Cứ an toàn. Nhìn không ra. Võ Văn Kiệt, phường 16. Hỏi email đi nghe. Dạ. Đi phương tiện nè. Là gì? Cái gì? Biển số xe của mình ạ. Bản số xe của mình. 51 mốt H không phải ta 850 790 số thần tài đó. Rồi khởi hành. Dạ đúng rồi, ngày mùng 7 tháng 5. Ngày mùng 7 07 tháng 5. Dạ. 2021. Rồi sao em? 00 là sao? Dạ mình ghi không có. Không có. Chị không có tiền thôi. Dạ ký ở đây nữa là sao? Ha. Dạ. Ở đây ghi Nguyễn Lâm ha. Ghi tên thiệt có gì tri lùng cho nó dễ. Đây. Đây. Đi thẳng vào trong luôn ha. Ai là người hướng dẫn tôi đi đâu? Ai hướng dẫn tôi vô đây? Có người đẹp bên đây. Ở đâu đây? Ở đâu đây? Chào mấy em. Chào những tài năng mới của tôi. Ở đây chụp mặt mày hết chụp. Đâu nãy giờ đi cơm hả? Nãy giờ đi tìm ngoại nè. Ngoại gì? Mới ăn cơm ra đây tìm ngoại. Mình đứng đó được không? Nói chuyện chút xíu được không? Hay là có lộ gì không? Có sao lộ gì không? Dạ không sao. Ở đây tìm bà ngoại cho anh đó. Bảy. Thôi cảm ơn em nhiều nha. Ok, thank you em. Có một đứa em thí sinh đã gửi nho cho Bảo Trung với Khương Dừa. Nhưng mà là... cảm ơn nhiều.
Dạ. Yeah. À, hôm nay là anh được điện quân với đứa em thân thiết với Khương Dừa mời Bảo Trung, nói tiếng mời là quá đáng, nói là anh Bảo Trung thôi anh ngồi giùm chú với em chút xíu để mà trách chiều mấy em diễn hài để mà thi vào cái thách thức như này. Mùa 7 đúng không? Dạ mùa 7. Dạ, mùa 7 là Khương Dừa đang cắt, là chia sẻ với ông bà cô chú anh chị khán giả của kênh Bảo Trung là Khương Dừa sẽ cắt 3 đợt. Đợt đầu tiên là ngày 7, ngày 8, ngày 9 tháng 5 hay là 21 và dạ, tại kinh trường Pixel. Dạ ngày đợt 2 là tại thành phố Cần Thơ vào ngày 15, 16. Ủa nghe cái gì hết trơn rồi á. 15, 16, 17. Đó. Dạ 15, 16 ở Cần Thơ, ngày còn đợt 3 là một tuần sau đó nữa cũng tại 21, 22, 23 dạ tháng 5 tại phim trường Pixel luôn. Dạ. À, cái này bật mí cho khán giả biết là tại vì Khương Dừa đó có giấy là nói bao chung thôi anh ngồi ngày đi, tại vì em mới sợ sức khỏe anh ngồi ngày thôi và vô đây cái tự nhiên đâu có hứng đâu, tại vì bị bắt cóc thành ra là ngồi suốt luôn. Nhà anh em sẽ 3 ngày ở đây rồi đi Cần Thơ. Dạ. Cần Thơ giờ trở ngược lại đây. Dạ. Ok. Đây có gì anh ngồi. À, nói chung là anh Trung đã quá nhiều kinh nghiệm rồi, quá nhiều cái duyên dáng hài hước, thì bây giờ mình phải nên chia sẻ lại cho mọi người đó để mọi người có cái khả năng tự tin rồi cũng như hài để tham gia diễn rồi chứ, đúng không? Đúng rồi cô chú anh chị đó. Cho nên là năm nay chương trình là cũng vừa đang tập trung vô cái phần tìm kiếm thí sinh rất là nhiều, và mai mốt là tới cái phần cast á, phần cast có thể là Khương Dừa sẽ xin lịch của anh Bảo Trung. Dạ có lịch nó nhờ anh cắt phục Khương Dừa. À qua đêm em ơi, qua đây nè, qua nè. À, cái sắp tới là hứa tôi rồi mới nhớ, tại vì mình làm cái này á là mình để giúp cho bà con, để giống như là mình tuyên truyền chút xíu về cái vụ Covid nè. Dạ. Rồi hai anh em mình hát bài nhạc nha. Bài nhạc hứa tôi nhớ ha. Dạ, dạ. Bây giờ tại vì bữa nay mình chơi 3 bữa nè. Dạ. Tới ngày 7, ngày 8, ngày 9. Ngày 10 nếu rảnh thì giờ nào cũng được hết á. Không, tại vì hai cùng thoại vô nó trong đó nữa. À thoại, thoại nó quậy chút. Dạ. Không thoại mấy cái mớm thôi. Mớm mớm thôi. Hay là muốn thoại ngoài. Muốn thoại ngoài. Dạ. À chứ cái này đó hai anh em mình á là thoại ngoài cũng được. Rồi đưa vô trong cái đó giống như qua mình thổi ngoài vậy đó. Dạ. Như vậy. Em coi lịch anh muốn đi ngày nào. À, 10 đúng không? 10 để nói Sơn nó còn kẹt nữa. Chiều ngày 10 đi. 12, 13. 13 à 13 anh mình. 13 anh hủy rồi. Hả? Hủy chưa? Hủy tại vì mình cũng đông lắm. Ừ. Tụ tập. Là hơi mệt chút. Hoặc là 12 đi anh. 12, 10 còn 12 phải không? Dạ. Nhưng mà vừa phải nói cho anh biết trước là anh đăng ký phòng còn thu chứ. Hồ Thu Hùng Sơn nó cũng đầy đầy lắm. Bây giờ chiều hôm nay 12 đi, 12 cho thoải mái. Thoải mái ha, 12 ha. 12 đi, chiều 12 đi. Ok. Tầm 4-5 giờ gì đó. 4-5 giờ thì được, dạ. Tại vì 12 anh có một cái buổi sáng thôi, anh chỉ kẹp buổi sáng thôi. Dạ. Anh không có quay nhưng mà khai máy. Dạ. Khai máy bên cái phim mới của anh. Dạ. Anh sẽ có mặt chút xíu. Đã yêu cầu anh có mặt chút xíu. Dạ, 12 giờ đi buổi chiều. Ừ, buổi chiều. À, chiều mà chiều mấy giờ? Chiều mấy giờ? Dạ tầm sớm chút đi, đừng trễ quá. Dạ. Trễ quá kẹt xe. Dạ. 3 giờ đi. 3 giờ đi. Dạ. Ha. 3 giờ em thu xong cái em bảo là em thu bài của em luôn. À, anh nói để nói Sơn, tại vì anh đang phối nhạc mà. Dạ. Anh phối nhạc tức là anh phối chắc cũng phải 3 ngày mới xong. Dạ. Tới ngày 10 mới xong. Dạ. Ừ. Dạ rồi. Cái bà này dễ thương lắm á. Dạ. Nà, hai mình là hai cha con ha. Dạ. À, cái ông ngoại với cháu bây giờ hai cha con. Em là cha, anh là con hả? Vậy cái mặt ai già hơn? Diễn hoài bé tao nói chung là cha rồi, sao nó làm cha em hoài vậy? Ừ. Làm cha hơi lâu hơn là ông phải làm cha không ạ? Qua làm hai bạn ơi. Bây giờ diễn mà em làm cha anh chắc mà cười xỉu. Ừ. Làm ngược hả? Làm ngược hả? Cười chứ. Em có nghe, gửi cho em có nghe demo không? Dạ. Nghe demo cái đi ha. Dạ. Ý với em lên cái mà cậu ba lục bình 2 là em nghe anh hát với Lý Hải thì dạ. Cái demo y chang vậy đó. Dạ. Nhưng mà cái lời khác thôi. Nhưng mà mình phải thuộc lời mình dạ. Hát bài đã. Dạ rồi. Nhâm. Anh có gửi cái lời cho em rồi. Dạ, em thấy rồi. Ok. Thôi bây giờ mình phải không có nghỉ nữa, nghỉ ngơi không có nổi đâu. Em bây giờ đông quá ngồi chia sẻ chút xíu. Chia sẻ lại trên của Điện Quân để mọi người biết. À. Đúng rồi, bây giờ phải vô trong chia sẻ chút xíu. Rồi anh em mình làm liền để anh em thí sinh chờ đợi tụi nghiệp ta. Dạ, ok. Cảm ơn quý bà
ok. Dạ. Bảo Trung xin hẹn lại tất cả quý vị kỳ sau nha. À, nhớ đăng ký kênh Khương Dừa với danh hài Bảo Trung. À, tất cả bên Khương Dừa qua kéo qua Bảo Trung hết nha chưa. Nhớ hồi đó tao quen với má mày.